Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh Chuyện Tổng Hợp. Thời gian đếm ngược đến lúc về cặp băng phát biểu còn lại tầm 6 phút. Tất cả mọi người hiện đều đang rất khẩn trương. Các nhóm Jinbe, Zoro, Luffy với người khổng lồ, Sanji mang theo về cặp băng cùng rời khỏi chiến trường hướng về nơi tàu của họ neo đậu để chạy khỏi đảo Egghead khi mà khâu chuẩn bị đã được hoàn tất. Nhóm của Bonnie và Frankie đến cảng đầu tiên nhưng họ liền gặp rắc rối trước ba phó đô đốc là Pomsky, Gulotin và Red King. Những người này đã dùng lục thức vượt qua sự truy cản của các chiến binh Enbap tới chặn đường muốn giết Bonnie để cướp lại quyền chỉ huy Pacific Star. Tình tiết các chương gần đây diễn ra với một tốc độ chóng mặt, chuyển cảnh liên tục và vấn đề cũng được Oda giải quyết rất nhanh, gần như là ngay lập tức sau khi vấn đề đó phát sinh. Vậy thì liệu bộ ba phó đô đốc kia có bay màu ngay chương tới hay không? Chớ quên bên cạnh Bonnie còn có Kuma, sức mạnh của các thất vũ hải là thứ không thể đùa được. Chưa kể tới Frankie ở đó và Sanji cũng đang theo sát phía sau. Tạm thời không thấy có gì đáng ngại ở khu vực này mà nguy hiểm thực sự nằm ở phòng thí nghiệm, nơi Thánh Mars vừa tìm thấy Chalk. Với sự giúp sức từ Chalk, Mars có thể sẽ tắt được đoạn băng và ngăn Thousand Sunny chạy trốn. Một khi Chalk xuống tầng hầm thả tụi Seraphim ra, Snake cũng không chịu tác động tới Luffy nữa thì đội của cậu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù phải khoảng hơn một tuần nữa cho tới 1112 mới chính thức được xuất bản, nhưng hôm nay mình sẽ gửi tới anh em một kịch bản khác do mình tự biên tập, bảo đảm không phí 10 phút cuộc đời đâu. Get go! Chapter 1112 bắt đầu với diễn biến trên Laffey, Jock đang khóc lóc cầu xin Thánh Mars tha mạng, bên cạnh đó là Kaku. Đã vội thì chớ, con dở hơi này nó cứ làm nhảm khiến Mars vô cùng khó chịu, láo quát. Nếu có người không câm miệng lại và chỉ cho ta căn phòng VK Punk phát sóng, ta sẽ thiêu rụi ngươi cùng với cái phòng thí nghiệm chết tiệt này. Nghe xong thì Jock im bặt, cách cô ta không xa, Kaku vẫn đang bị nhốt trong bóng bóng đặc chế dành cho người ăn trái quỷ. Jock năn nỉ. Xin người hãy thả ta ra, ta bảo đảm ta sẽ có ích. Chỉ cần ta giải phóng các Seraphim đang bị giam giữ dưới tầng hầm, bọn chúng sẽ tiêu diệt đám mũ rơm giúp ngươi. Lúc này ta thấy Stussy nấp ở một góc với vẻ mặt đầy lo sợ, bụng cô đang quấn băng. Mới được Chopper cấp cứu nên Stussy còn rất yếu. Stussy nhận nhiệm vụ ở lại trong trường Chalk và Kaku, nhưng mục đích chính của cô là chờ cho mọi người tập hợp đông đủ thì đóng vòng laser theo chỉ dẫn của Edison để Thousand Sunny nhảy xuống, sau đó dùng nguyệt bộ để đuổi theo. Cô gọi cho Edison thông báo chuyện này. Stussy đây, giờ tôi sẽ tắt vòng cực ngay, mọi người cần thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Dường như một lão tinh đã tới, Jock sắp đi cứu đám Seraphim và truy sát các cậu rồi. Nhóm Nami nghe được thì vô cùng hoảng hốt. Cái quái gì đấy? Làm thế nào một lão tinh lại có mặt ở đây? Tôi cũng không rõ, nhưng có một con quái vật đang ở trong phòng thí nghiệm. Vậy thì cô sẽ gặp nguy hiểm, Stussy, rời khỏi đó mau. Lilith hét vọng vào trong Dedemushi, nhưng Stussy chỉ mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã luôn xem tôi là một con người. Nói rồi cô thi triển Soru tới bảng điều khiển, nhấn công tắc mở vòng cực và kích hoạt chế độ tự hủy phòng thí nghiệm. Đây là kế hoạch dự phòng của Vegapunk nhằm ngăn các nghiên cứu của ông rơi vào tay chính phủ. Mars không để ý nên để Stussy kịp thời khởi động hệ thống. Lão tức giận, khạc lửa thổi bay Stussy đâm xuyên qua mấy căn phòng, cô bị thương rất nặng. Chuyển cảnh ra lối cửa sau phòng thí nghiệm, vòng cực đã tắt và mọi người vội vã lên tàu. Lilith không thể liên lạc được với Stussy nữa và cô bắt đầu khóc. Nami hiểu đã có chuyện gì đó xảy ra, chị đại nén đau buồn và hét lớn gọi Jinbei và Zoro với giọng đầy tức giận. Hai người đang làm cách chết tiệt gì mà lâu vậy hả? Stussy đã phải liều mạng để đổi lấy cơ hội cho chúng ta đấy. Đá có diễn biến dưới mặt đất, bà Forodok bắt đầu tấn công hòng lấy mạng Bonnie. Anh chàng khổng lồ hộ tống họ bảo mình sẽ mở lối thoát, hãy chạy thật nhanh về phía con thuyền, ở đó mọi người sẽ được an toàn. Tất cả nhảy xuống, anh ta rút thanh kiếm sau lưng rồi bổ thẳng vào các phó đô đốc. Mặt đất bị chẻ một vệt lớn, vết nứt lan ra tới gần bờ biển, khiến các chiến binh Enbap khác chú ý. Họ liền chạy tới tiếp ứng, nhưng ba phó đô đốc không hề dính đòn. Red King nhảy lên sử dụng cánh tay với động cơ hơi nước của mình để tấn công. Hơi nước phun ra dày đặc làm tăng uy lực, giúp Red King đấm ngã anh chàng khổng lồ. Còn Gulotin và Pomsky tiếp tục truy sát Bonnie. Frankie thấy anh bạn kia bị tấn công, liền xoay người lại bắn một phát Radical Beam về phía phó đô đốc Red King. Tuy Red King kịp thời vận Haki vào cánh tay chặn phát bắn, nhưng nó vẫn đủ mạnh để đánh bay ông ta đi xa. Chúng ta thấy cơ thể Red King bắt đầu biến đổi. Vụ nổ thu hút Sanji, anh lẩm bẩm trong miệng rằng có đánh nhau ở hướng đó, Bonnie Chan đang gặp nguy hiểm, mình phải nhanh lên mới được. Xin lỗi nhé, về cặp băng, tôi tăng tốc đây. Phía bên kia, Red King quay trở lại trong hình hài một con khủng long cổ dài. Ông ta đã ăn trái doan cổ đại Ryunomi Model Mamenchisaurus. Khác với Brachiosaurus của Queen, Mamenchisaurus tồn tại cách đây khoảng 150 triệu năm và khu vực chúng từng sinh sống là Trung Quốc ngày nay. Cái cổ của Red King vô cùng đặc biệt, nó không tách được khỏi cơ thể của Queen bệnh dịch nhưng ông ta lại có kiểu tấn công khác. Red King gồng cứng cơ thể nhờ thiết khối, sau đó lao thật nhanh về phía đối thủ. Khi gần đến nơi thì phó đốc này bật nhảy và xoay tròn cơ thể, lấy phần thân làm trụ, cổ và đuôi giống như hai chiếc gậy khổng lồ, vụt một phát chiến binh Enbap kia bay thẳng xuống biển. Mẹ kiếp, không ổn rồi, ta phải rút thôi.
Frankie vội quay đầu chạy. Đúng lúc này, Olmo đi tới, quăng sợi dây chồng vào cổ Red King rồi kéo mạnh. Ông ta ngã vật xuống đất, Kashi cũng trở lại. Cảnh tượng này quen quá nhỉ, cứ như chúng ta đang săn quái vật trong rừng Embap hồi nhỏ vậy. Ha ha ha. Khi Kashi sắp bổ diều chặt đầu Red King thì bị ông ta quất đuôi đánh ngã, nhưng hai người phối hợp vẫn khống chế được phó đô đốc này, ép ông ta biến lại dạng thương để thoát khỏi cái thòng lọng. Guillotine là một kiếm sĩ sử dụng song kiếm, trong khi Pomsky cũng không ăn trái quỷ, cả hai đều là những bậc thầy về lục thức và thành thục Haki. Họ nhanh chóng áp sát đánh ngã Atlas. Guillotine đang định chém Bonnie thì Kuma lại xoay lưng giả đỡ giúp. Chút nhân tính còn sót lại chỉ đủ để phản ứng khi con gái gặp nguy hiểm đến tính mạng, chứ Kuma không hề đánh trả hải quân. Pomsky tung một cú đấm cực mạnh, đấm bay Kuma. Bonnie hét lớn gọi cha, lúc này đã không còn ai bảo vệ. Cô bé sắp bị hai phó đô đốc đoạt mạng mà Kuma không kịp tốc biến tới cứu nữa. Đột nhiên Bonnie nổi cơn thịnh nộ vì bọn chúng dám đánh bố mình. Cơ thể Bonnie phình to ra, gần bằng một người khổng lồ. Đây là tuyệt chiêu tương lai méo mó bản hoàn chỉnh. Tất cả những ai chứng kiến đều bị choáng. Bonnie nhớ lại cách đấm mà Luffy dạy lúc nãy. Cô bé hét lớn lên, lũ khốn kiếp, hãy nếm thử cú đấm của Nika đi. Bonnie gồng một tay trở nên to đột biến, giống phiên bản từng One Hit Alpha nhưng ở level khác. Cô tung một quyền giáng thẳng xuống đất. Guillotine giơ cả hai thanh kiếm lên chặn, tạo điều kiện để Pomsky chạy thoát ra. Thấy thế, Bonnie nghiến răng nghiến lợi, chết đi đồ khốn. Năm đấm gần như đã nghiền nát phó đô đốc Guillotine. Ông ta bị ép bẹp dí dưới đất. Đằng xa, Bluegrass và Don đã thấy cảnh tượng đó. Don lên tiếng, tình hình tệ rồi, chúng ta đã mất hai phó đô đốc. Tôi đi trước đây, bà hãy huy động toàn bộ các tàu tới chi viện nhé. Vừa dứt lời thì Don dùng nguyệt bộ phi thẳng lên đảo. Quay trở lại tầng thí nghiệm, Thánh Mars đã thả cả Jock lẫn Kaku ra. Không phải lão ta tốt bụng chấp thuận thỉnh cầu của Roduxi mà do Kaku vẫn còn giá trị. Mars giao cho Kaku nhiệm vụ trông nom Jock xuống tầng hầm giải phóng 4 Seraphim, đồng thời thủ tiêu toàn bộ con tin bên dưới. Mars yêu cầu Jock nói cho mình biết chuyện gì sẽ xảy ra với Luffy sau khi Stussy nhấn công tắc. Chế độ tự hủy một khi được kích hoạt thì không thể dừng lại. Toàn bộ tầng thí nghiệm sẽ phát nổ, đồng nghĩa chúng ta mất đi nhà máy sản xuất hỏa mẫu. Nhưng với tiềm lực của chính phủ thì chuyện xây dựng lại không mất nhiều thời gian, miễn là còn Park Record. Chẳng phải nó cũng sẽ biến mất cùng phòng thí nghiệm này hay sao? Lúc đó bọn ta giữ ngươi lại thì có ích gì nữa? Tất nhiên là có, Park Record là căn phòng duy nhất được an toàn. Đó là nơi đặt bộ não của Vegapunk cùng toàn bộ trí thức trên thế giới này. Vegapunk phát sóng từ căn phòng đó, nó được thiết kế sao cho có thể chống lại cả bom nhiệt hạch và tất cả người ngoài không thể đột nhập. Vậy ngươi có thể mở căn phòng và dừng phát sóng, hãy mau dẫn ta đến đó. Kaku rời đi trước, chạy xuống tầng hầm. Thanh niên này bắt đầu hoài nghi về thứ công lý mình đang phục vụ. Hắn cảm thấy bán mạng cho kẻ sẵn sàng ra lệnh giết chết thuộc hạ là không đáng. Còn Jock đưa Mars đến chỗ Punk Record. Vừa đi cô ta vừa nói còn khoảng 4 phút nữa là hết thời gian chuẩn bị. Vegapunk sẽ công bố lịch sử trống. Ban đầu còn chưa biết Vegapunk định nói gì, nhưng nghe đến lịch sử trống là Mars thấy toát mồ hôi rồi. Lão khe một phát dọn sạch đường đi cho nhanh. Bên ngoài, Shinbei và Zoro đang chạy ngang qua phòng thí nghiệm, thấy có tiếng nổ, Zoro liền bảo Shinbei dừng lại. Chuyện này không được, chỉ vì cậu dây dưa quá lâu với tên đó mới khiến Nami tức giận như vậy đấy. Chúng ta không thể đánh nhau tiếp, tôi có trách nhiệm đưa cậu trở lại đó, kể cả bằng vũ lực. Vậy thì ông cứ đi trước cùng với họ là được rồi, rắc rối từ tôi mà ra nên tôi sẽ tự mình giải quyết. Bây giờ không phải lúc làm anh hùng đâu Zoro, họ sẽ không đi nếu cậu chưa quay lại. Ông cũng nhìn thấy con quái vật đó rồi đúng không? Nó sẽ không để chúng ta đi dễ dàng như vậy đâu. Tôi không biết nó đang làm gì bên trong, nhưng cần có người chặn nó lại. Sau đó Zoro nhảy khỏi lưng Jinbei và chạy về phía phòng thí nghiệm. Biết có khuyên cũng vô ích, Jinbei đành gọi lại cho Nami rằng: "Cô hãy khởi động Cutter Bus rồi cùng mọi người chạy trước đi, tôi và Zoro sẽ ở lại ngăn chặn con yêu quái kia." "Ông bị điên hả? Chúng tôi sao có thể đi nếu mà thiếu hai người được?" "Hãy chỉ cho Vega bằng cách khởi động nó, họ sẽ làm được thôi. Người khổng lồ sẽ tiếp ứng các cô ở bên dưới. Con quái vật kia đang ở bên trong phòng thí nghiệm. Tôi nghĩ Zoro nói đúng, không ngăn nó lại chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi đây." Jinbei cúp máy để đuổi theo Zoro. Khi anh đang loay hoay tìm đường thì Jinbei xông tới hô lớn: "Karate người cá, giao ngõa!" Ông đấm thủng tường tạo ra một lối đi và bảo Zoro cứ việc xông qua, mình sẽ hỗ trợ. Đi được một đoạn họ bắt gặp Stussy đang nằm trên vũng máu, Zoro nghiến răng ken két, anh quấn khăn lên trán rồi bảo Jinbei hãy lo cho Stussy. Đúng lúc gã Kaku đi tới, Zoro chẳng nói chẳng rằng rút kiếm chém luôn. May mà Kaku kịp né, không là bay đầu như chơi. "Khoan đã Rozonoa, không phải do ta làm." Kaku cũng cho biết con yêu quái kia là một trong ngũ lão tinh, hiện đang cùng Jock đi di chuyển tới Punk Record, còn hắn được lệnh thủ tiêu con tin bên dưới tầng hầm và thả Seraphim ra giết bằng mũ rơm cùng hai Vegapunk. Kaku sợ ngũ lão tinh sẽ giết luôn cả mình sau khi xong việc nên hắn thật sự muốn hợp tác với Zoro để cứu các đặc vụ Cypherpole. Jinbei bảo mình sẽ đưa Stussy đi trước, Kaku dẫn Zoro đuổi theo Mars và Jock. Ông rất cẩn thận khi tự mình xuống hầm, để phòng Kaku lật lọng thả bọn Seraphim. Trên đường, Kaku không quên hỏi thăm tình hình của đồng bọn.
Các ngươi trở lại đây, vậy là tức là Ruxy đã bị ngươi đánh bại, anh ta còn sống không? Ai mà biết, nhưng mà nếu ngươi dám lừa ta, ngươi chắc chắn sẽ chết. Chuyển cảnh xuống thành phố, Ngũ Lão Tinh bắt đầu truy kích nhóm Luffy. Quakiri lại giống lên, nhưng lần này lão phóng ra những lưới đao gió. Nó gần giống phóng đao của Kaido, khác ở chỗ đao của Kaido hình lưỡi liềm và cắt, còn của Quakiri có dạng cặp răng nanh và lão biến hóa ở chương trước. Những lưỡi dao gió phóng ra theo đường thẳng để đâm chứ không phải là cắt. Chúng xẻ ngọt một dạng rừng. Luffy phát hiện ra mùi nguy hiểm nhờ Haki quan sát cấp cao. Cậu quay lại và trố mắt ra, vội hét lên cảnh báo hai ông khổng lồ. Dory và Brogy dùng khiên đỡ nhưng vẫn bị chém rách tay và chân. Họ chỉ che chắn được các vị trí hiểm. Luffy dĩ nhiên né được hết. Cả nhóm vội tăng tốc. Jupiter lại đâm đầu xuống đất, muốn độn thổ đuổi theo cho nhanh. Luffy đi thêm một đoạn thì chạm mặt robot cổ đại. Dory và Brogy vội bước lên chắn phía trước Luffy để hai thuộc hạ bọc lót phía sau. Nó là thứ quái quỷ gì vậy? Bỗng trong đầu Luffy vang lên một giọng nói kỳ lạ, giống hệt lần cậu và Momonosuke đặt chân tới đảo Zou. Joy Boy, cuối cùng tôi cũng đợi được anh rồi. Ai vậy? Ai đang nói thế? Tất cả đều quay sang nhìn Luffy. Trong khung tranh cuối cùng, cậu và robot cổ đại bốn mắt nhìn nhau. Nó lại gọi Luffy một lần nữa. Chương 1112 khép lại tại đây. Kịch bản thật sự do Oda viết thì còn khoảng 10 ngày nữa sẽ ra mắt. Anh em có thể xem tạm để giải trí nhé. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.